Hello, xin chào bác tình yêu nha. Thì mình đã đi kiếm map chấm và thu thập những cái thẻ chậm tên chồng đạo cái A. Thì mình đã nhận được cái bản tên rồi mọi người nhé. Mà mình đã full rồi. Trong quá trình đi thu thập đó thì mình gặp những cái công trùng hiếm á. Trong kiên cái những cái map và những cái giờ khác nhau á. Thì mình đi lụm thẻ, mình đi vặt thẻ, mình cũng lụm nó, mình vặt nó luôn mọi người nhé. Thì đó là cả quá trình mình không cần phải canh ngày giờ gì hết, mình cứ qua cái map nào đó, khung giờ nào đó có con nào đó thì mình lụm con đó, thì mình không từ chối con nào mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ tổng kết những cái pha mà đi bắt những con côn trùng hiếm như thế nào. Let's go mọi người nhé. Gọi là côn trùng hiếm vì nó hiếm, nhưng phần nó ra nhiều lúc nó ra kỳ lắm mọi người nha. Nhưng mọi người thấy cái những gì mình đang thấy không? Đây, có một con bọ đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt cái con bọ này mọi người nhé. Thì những cái con côn trùng này nó ra ngẫu nhiên, nó ra bất kỳ, nó ra kiểu trời ơi đất khởi lắm. Nên đừng có nói canh giờ canh giấc gì. Thì nói chung là có những cái map đặc trưng, có những con đặc trưng đó. Còn đa phần là nó ra hình xui lắm mọi người nha. Có nhiều khi nó ra gần tới hết thời gian nó mới ra. Tới lúc mà mình phát hiện thì nó cũng hết thời gian rồi. Đa phần chắc mình chắc chắn một điều là các bạn hay gặp cái tình huống gặp nhưng mà hết thời gian nó. Và nó là như vậy. Và đây là con bọ hung voi trường thọ mọi người nhé. Một con bọ mới trong đợt cập nhật này. Và có những con côn trùng rất là khó chịu, giống như con bướm này. Gặp tình trạng những con bướm như thế này hay là những con thằn lằn ta tu á, là đa phần là mình sẽ hạn chế di chuyển nha. Tại mình di chuyển mình sẽ không thể nào đi kịp cái tốc độ của nó bay đâu. Nên mình thường là mình sẽ chờ đợi nó vòng về, sau đó rồi mình mới bắt mọi người nhé. Nên mọi người không cần phải đi nhanh đi vội với mình, mọi người cứ đi từ từ và mọi người phải tính được nha. Phải hên xui lên. Nhưng mà nó hay có cái kiểu gần tới lạng cuối cái là nó hay lạm á mọi người nhé. Nên mọi người cứ đợi khi nào mà nó vào thiệt là vào cái tầm rồi mọi người hết vào. Chứ nhiều khi nó đang bay tới chứ gần tới cái là nó lạm đi cái mình và cái mà khục mọi người nhé. Rất nhiều luôn. Đây, như đây là vừa vào tầm này. Và thế là mình vào hết. Bướm thêm ma này mình cũng full rồi mọi người nhé. Vậy là chúng ta đã kết thúc mùa ếch rồi. Thì ếch chỉ có từ tháng 3 đến tháng 8 thôi. Thì có thể qua năm từ tháng 3 đến tháng 8 nó có lại mọi người nhé. Còn hiện tại thì hết à. Đây là trong quá trình mình đi thu thập thẻ, mình gặp nó mình mới vợt đó. Thì nói chung ếch này mình cũng còn thiếu được đúng một con vương miện, con mã đương vô vương miện đó thôi. Còn ngoài ra là full hết rồi mọi người nhé. Thì sắp là cập nhật tới thì sẽ có 15 rồi thằng làng mới, thì mình sẽ ra sức đi bắt cho nó full sớm đi. Và kiếm những con bọ hiếm mà mình còn sót á, thì mình sẽ cho nó full cái bách khoa toàn thư côn trùng đi mọi người nhé. Còn cái con nữ hoàng Alexander này thì mình phải ráng kiếm lấy 20 con để mình hoàn thành nhiệm vụ thành tích thì mình lên cấp 25 mọi người. Nói chung cái con này hiếm và nó xác suất nó ra hiếm quá. Thì đợt sự kiện ếch vừa rồi á, cái mùa ếch á, nếu mà nói về con xác suất mà xuất hiện nhiều nhất thì mình thấy rằng cái con yêu tinh này xuất hiện nhiều lắm mọi người nhé. Còn nói về cái độ thông minh, chỉ số IQ của nó thì có thể là nó ngu nhất trong tất cả những con bọ hiếm luôn. Mình chưa thấy cái con bọ hiếm nào mà dễ bắt như cái con này á. Thì đúng là não tên người to thì não như cái nho rồi. Và nói về độ dễ bắt của nó thì chắc nó gần như là dễ nhất luôn mọi người nhé. Không con nào hơn nó đó. Tính tới thời điểm bây giờ theo cái độ cảm nhận của mình. Bên cạnh đó có những cái con bọ hiếm, có những cái quỹ đạo bay và cái bước di chuyển của nó mà là mình khó đoán lắm mọi người nhé. Như những con bướm này thì còn đơn giản nè. Như riêng con trùng trù cánh hoa, nó bay sạc tới sạc lui sạc xuôi sạc ngược, nhiều lúc mình không đoán được nó sẽ bay về hướng nào nha. Như cái con bướm này có còn lượn lờ mình thì còn có thể dự đoán được cái đường đi và nước bước của nó, chứ còn riêng mấy con trùng chuồng đó là cũng hên xui thôi. Và cái quỹ đạo bay mà nhìn rối nhất chính là cái con bọ đá quý Hàn Quốc mọi người á. Mình thấy không, nó không bay thì mình không biết được là cái nó bay như thế nào luôn á. Tốt nhất là những phà đó mình cứ chờ cho nó đậu xong mình mới vào mọi người nhé. Nhưng con bướm này mình qua vòng tua đó rồi, rồi mình cũng chờ lại vòng tua đó. Với căn bản là cũng nhiều côn trùng xung quanh quá nên mình cũng khó vợt. Rồi chắc chắn là có đó. Còn đa phần những con bướm này hay có tình trạng là mọi người gặp là mọi người hay bị hết giờ lắm, đúng không? Là nó xuất hiện, thường xuất hiện vào cái cuối mốc, cuối thời gian đó mọi người á. Như nếu mà bướm này bắt về ban ngày là cứ gần hết ngày, gần tới chiều nó mới xuất hiện. Gặp nó mình cứ vần vần với nó một hồi là hết thời gian là mình mất mọi người á. Mình thấy là rất nhiều luôn. Còn đợt ếch mùa này thì mình thấy cái con nền vi vip và ảnh nương hoàng tử và ảnh nương vua đó là hiếm ra lắm mọi người nhé. Có nhiều nhất là con ếch yêu tinh nè, sau tới con Mongolia nè, rồi tới cái con Panama này. Còn cái con ảnh nương đó thì mình gặp không có mấy lần nhưng đa phần là hết thời gian. Và được đúng hai con thì không có vương miện thì kiểu hết. Đây, con ếch Panama. Thì là đã kết thúc cái mùa ếch của năm nay rồi. Chỉ có đây hẹn năm sau mình sẽ kiếm lại con ếch nương vua đó cho nó phu luôn bộ sưu tập côn trùng đi. Nhưng bữa giờ là có hộp rương nên mình lười gì câu mọi người á. Thì cái con yêu tinh này gặp nhiều rồi, gặp thường xuyên và liên tục, gặp ra selfie đó, chụp hình kỷ niệm đã từng có một cây con côn trùng hiếm luôn như thế. Giờ thì lấy vợt ra vợt đó. Con này phải không dặn mình bắt được nhiều lắm mọi người nha. Thôi kệ đó, bán cũng được khứa tiền mà. Nhiều khi gặp triết, gặp hoài, gặp triết mà chán cả buồn bắt luôn á. Nhưng thôi kệ bé mó, có bằng hừng không. Bán hết tiền sao cũng được, không sao hết. Thì dịp nào đó mình sẽ bán hẳn một cuối công trùng hiếm ra được bao nhiêu tiền mọi người nhé. Mình cũng đang cày tiền lại từ 2 triệu mình rớt xuống còn có 1 triệu mốt. Giờ mình đang cày lên lại mọi người nhé. Một phần là cái con ếch yêu tinh này nó xuất hiện cả ngày, với một phần là nó xuất hiện rất nhiều map nên rất thường xuyên gặp nó mọi người nhé. Đi đâu cũng gặp luôn, ăn cũng gặp, bố cũng gặp, mình đi vệ sinh cũng gặp nó nữa. Gặp riết mà phát chán luôn á. Bán biết bao nhiêu con rồi mà hiện tại trong nhà và vẫn còn đang treo rất nhiều nha. Dịp nào đó mình gom đủ 200 mấy chục con bò hiếm mình bán thử một phát coi là được bao nhiêu tiền cho mọi người thử mọi người á. Đây, ếch yêu tình á, con này đặt kỷ lục luôn nè mọi người. Ngồi chơi thấy cũng xuất hiện mọi người nè. Đây, bên kia của con Mongolia lụm đó ha. Con này hồi đó mình cũng bắt xui lắm mọi người á. Bắt mà 40-50 con chả thấy có vương miện rớt vụ hết, không có con nào có vương miện luôn. Cho dù là vật tinh linh tăng tỷ lệ sắp xuất có vương miện rồi mà cũng không ra vương miện được mọi người. Giống như sao đó, nó bị một cái thế lực quy mô rồi đó quyền rủa mình đó. Hồi đó chưa có phần ấy, có con ấy tiêu tình thì có lẽ cái con này nằm trong top cái con bắt dễ nhất luôn này. Nhìn mặt rất nù và phong cách như chuyện cũng rất nù. Và đây vậy nó còn to đúng rồi nha. Đấy, xong lại gặp ảnh tiếp. Con này mình cứ tạm đi đó, không cần phải vội không rồi. Tại không, con này cũng nằm trong top với cô dễ bắt mọi người á. Giờ nó chỉ xếp sầu với con ếch yêu tinh nữa thôi. Nói ra thì chê bai nói chứ tháng 8 này qua tháng 9 rồi thì chờ bây giờ nó đố anh bắt được em. Tại khăn bản cho nó không xuất hiện đúng mọi người nhé. Thì hết mùa của nó là lại qua năm với mùa tháng 3 là nhà phát hành có đây thông báo xuất hiện ếch lại không chứ. Hiện tại có kiếm từ nó cũng không ra nhé. Tất cả những loài ếch trên đảo Kaya, trò Play Together này đã biến mất rồi. Thì sắp tới chúng ta sẽ có 15 loài thằng lành mới để bù qua đó. Và mình sẽ cố gắng đi bắt trong thời gian sớm nhất để full sống sốt đi. Sẵn kiếm luôn nhiều con côn trùng hiếm mình chưa có thì còn cua dừa. Kiếm mùa 2, kiếm mãi, kiếm tới, kiếm lui, kiếm xuôi, kiếm ngược cũng không ra. Kệ kiếm cho tới khi nào nó ra thôi. Thì cũng có ngày mình sẽ full bách khoa toàn thư về côn trùng hết. Có không mà sắp có ngày anh kiếm mà. Chủ yếu mình chơi game để chinh phục những cái cột mốc thành tích như thế này. Thì đây là những con ếch cuối mùa mình bắt được. Đó. Đó, cứ mọi người không cần thiết phải canh giờ canh giấc gì đó. Cứ qua vô tình di chuyển qua map thì nếu gặp thì nó sẽ xuất hiện đó. Thì sẵn dịp này mình đi thu tập thể là mình gặp côn trùng hiếm mình bắt luôn mọi người á. Với căn bản hiện tại đang có cái sự kiện riêng á, mình cũng lười câu á. Thôi sau khi hết sự kiện riêng mình sẽ đi cầu những con bóng xấu người á, và những con cá hiếm mình còn thiếu để full luôn cái bộ sưu tập cá luôn. Vừa chi thì về cái cấp mình thì còn một tí xíu mình sẽ lên cấp 25 rồi, và mình sẽ không còn cái nhiệm vụ gì để làm nữa. Giờ chứ mình chỉ làm sự kiện trong game, sau đó rồi đi cầu những con cá quý hiếm mà mình còn thiếu, và những con côn trùng mình còn thiếu đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video săn côn trùng lần sau nha. Bye bye.